Ok nha, xin kính chào quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác nhá, đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hai Audio các bác nhé. Và trong buổi ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho tất cả các bác, bởi cũng rất là nhiều mọi người cũng là các bác cũng như hỏi em. Đấy, và đây em làm một cái video hướng dẫn này nhé các bác nhé. Và thứ nhất là để cho các bác có thể là theo dõi kênh em có thể xem. Và thứ hai nữa là em lấy cái video này để thi thoảng em gửi đi cho các bác ấy hỏi em thì nó dễ hơn. Thì đây chúng ta sẽ làm một cái video là chúng ta sẽ đấu cái 4 cái loa. Đấy, 4 cái loa các bác nhé. Đấy, 4 cái loa vào trong một cái cuộc đời hai kênh, chúng ta sẽ đấu thế nào cho nó đúng. Ok cho anh em. Ở đây thì em Hai sẽ không phân tích nhiều, bởi vì có rất là nhiều những cái video Hai đã phân tích cho anh em như thế nào là 4 ôm và như thế nào là 2 ôm và như thế nào là 8 ôm rồi. Đúng không? Rất là dài dòng và rất là ngoằng. Đó, và bây giờ thì em Hai sẽ đấu một cái cách trực tiếp cho anh em. Và nếu như anh em cảm thấy là tin tưởng được cửa hàng thì anh em cứ đấu theo cửa hàng, còn nếu như không thì các bác có thể đấu ở cửa khác, đúng không? Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn nhé các bác nhá. Ở đây thì thường thường là anh em sẽ có một con đẩy hai kênh đúng không các bác? Và đẩy hai kênh thì thường thường nó sẽ có những con, nó sẽ có cầu loa và nó sẽ có nu trích cho anh em. Đó, ok chưa các bác? Đó, có nghĩa là hai đường ra loa, là một là nu trích này, hai là cầu loa. Nhưng cái này thì các bác chỉ được phép đấu một nhá. Có nghĩa đây là sự lựa chọn. Các bác không được phép đấu cả bốn con loa vào cái con đẩy này. Ok chưa? Nếu như anh em sử dụng nu trích thì anh em cầu loa này anh em bỏ nu trích này. Còn nếu như anh em sử dụng nu trích anh em bỏ cầu loa này cho em. Được chưa? Đó là cái đầu tiên, bởi vì không ai cho phép các bác đấu như vậy cả. Đây là cái sự lựa chọn là anh em đấu thôi. Đúng không? Còn ở đường sau đít loa. Ở đường sau đít loa thì nó tất cả những cái con loa full 30, đúng không? Đấy, hoặc là full 25 thì nó đều cho anh em là hai cái đường này. Ok chưa? Hai cái đường này. Không phải ngẫu nhiên nó sẽ có hai đường này cho anh em đâu. Mà cái này nó để cho anh em link tín hiệu và đưa tín hiệu vào. Có nghĩa là anh em sẽ đưa tín hiệu vào đây và link tín hiệu ra đây. Có nghĩa là link tín hiệu từ con loa này sang cái loa này cho em. À, ok chưa các bác? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đấu như thế nào cho nó đúng, đúng không? Thì bây giờ anh em mình sẽ đấu nha các bác nhá. Đây là em để xa xa như thế này cho nó dễ, là anh em có thể là nhìn có rõ hơn này. Đó, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có đẩy hai kênh như thế này. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ đánh một con loa full 30 đi. Đây có một loa full 30 này. Đó, một con loa full 30 này đúng không? Một con loa full 25 này và một con loa nằm 30 đây. À, BB em là thanh lý nha, 30 nhá. Bác nào lấy liên hệ với em. Cái dòng này thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đấu trước là một đôi loa full 30 và một đôi loa full 25. Đấy nha. Thì chúng ta sẽ đấu như thế nào cho nó đúng, đúng không? Thì bây giờ em mời tất cả các bác nhá. Bây giờ chúng ta sẽ là lấy ví dụ nhá. Ở đây chúng ta sẽ không dùng đến cái cầu này, chúng ta sẽ dùng nút trích đi cho nó dễ nhá. Đó, ok cho anh em. Chúng ta sẽ dùng nút trích này. Đó, bây giờ chúng ta đấu một bên như này. Đấy, chúng ta sẽ đưa tín hiệu vào đây, không nói rồi, đây là ra. Đó, chúng ta sẽ đưa cái giác nút trích vào đây cộng 1 đúng không? Thì anh em mình sẽ đấu được cái dây kia này. Đó, ok chưa các bác? Đó, anh em mình sẽ đấu vào đây. Đó, ok chưa các bác? Đây những cái dây này này. Được chưa? Đó, tín hiệu ra này. Đó, anh em đấu tiếp tục vào đây cho em là vào loa 30 này. Đó, loa 30 anh em sẽ đấu vào đây. Được chưa? Đó, ok chưa các bác? Lúc giờ là các bác để xem là cũng đẩy đấu ra đó. Nhiều anh em là không biết đúng không? Thì mọi người có thể là đây anh này. Đấy, các bác không biết là các bác lại có thể là lại đấu thêm một cái loa 25 vào đây nữa. Đúng không? Đó, đấu thêm một cái loa 25 vào đây nữa và các bác đấu tiếp tục ra đây luôn. Đúng không? Đấy, đấu tiếp tục ra đây luôn. Đó, anh em đấu như thế này. Nó vẫn là bốn loa. Đúng không? Nhưng mà nó không phải là như thế này được các bác nhá. Không ai cho phép đấu các bác như thế này cả. Chúng ta sẽ đấu như nào cho nó đúng thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta lấy một cái dây nữa. Ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ lấy một cái dây nữa này. Đấy, dây hai đầu nút trích nhá. Anh em cắm tiếp vào cái đít loa 30 này. Chưa? Đó, và anh em bỏ xịt cái loa này cho nó dễ nhìn, bỏ xịt cái loa này cho anh. Đó, anh em đấu tiếp vào đây cho em. Đó, được chưa? Đó, còn đây các bác cứ nên nhớ là này, đây này, dây tín hiệu từ đẩy ra này, đó, đó tín hiệu từ đẩy ra vào loa, được chưa? Vào loa 30, đấy, vào loa chính của mình. Sau đấy là mình like tín hiệu từ loa 30, đó, mình like sang loa 25, ok chưa? Đó, mà chúng ta phải đấu âm dương chính xác các bác nhá, đấy, để cho nó chuẩn bài. Còn nếu như các bác có những cái dòng loa như thế này, đó, như BB như này thì các bác lại phải đấu như thế này cho em. Đấy, bác lại vẫn tiếp tục đấu vào đây cho em, đó, ok chưa? Và mình xác định cái dây âm dương ở trong cái giác nút trích này mình đấu lên đây cho em này. À, ví dụ là xanh như là đường xanh này nó là dương đi. Đường không có màu xanh này nó là âm đi. Anh em đấu lên đây cho em. Là có nghĩa anh em đấu được như thế này. Bắt buộc anh em phải đấu như này các bác nhá. Đó, các bác hình dung ra, các bác coi từ rồi các bác sẽ hiểu nhá. Đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ được dùng một đường đẩy ra thôi. Đó. Nếu như anh em dùng đường cầu loa thì anh em bỏ nút trích, anh em dùng nút trích anh em bỏ cầu loa. Được chưa? Chúng ta đấu trực tiếp ra. Đó, trực tiếp ra một cái con loa full 30 hoặc một cái con loa chính nhà mình. Đấy chưa? Đấy, và loa thì thường thường nó sẽ có hai đường nút trích. Đúng không? Đó, cái đường nút trích này nó đâu phải là làm không cho anh em đâu. Đúng không? Nó sẽ ghi có những con loa nó cẩn thận, nó khi là ghi là đường link.
Có nghĩa là anh em phải đấu live tín hiệu từ con loa này. Đó, lên con loa này. Chứ không được phép đấu trực tiếp vào kia nữa, đúng không? Đó, nhiều bác đang sử dụng như vậy là rất là nguy hiểm cho cái sản phẩm và nguy hiểm cho cái đồ của mình nhá. Đấy, nhiều anh em đang sử dụng, rất là nhiều anh em đang sử dụng cái cách của em hai nói là có nghĩa là đấu trực tiếp bốn con loa vào đẩy luôn. Đúng không? Đấu trực tiếp bốn con loa vào đẩy luôn. À, có nghĩa là cái đấy là không phải đâu. Ok chưa? Ok chưa? Đấy, mà con này thì em muốn nói luôn với tất cả các bác. Nói về cái sản phẩm này thì em muốn nói luôn với tất cả anh em luôn. Em nói với các bác luôn nhá, riêng cái này các bác đấu như, nếu như các bác đấu, em không biết là cửa hàng khác hướng dẫn các bác thế nào, nhưng các bác đấu theo kiểu của em thì em không cần phải giải thích nhiều nhá, là hoàn toàn chính xác, được chưa? Và các bác đấu như này rất là an toàn và tiếng loa ra rất khỏe, cục đẩy cực kỳ mát luôn, đấu đúng chuẩn bốn ôm cho anh em. Đó, ok chưa các bác? Đấy, các bác nhớ xem video nhá và tận dụng là xem là nhà mình đấu đúng hay sai nhá. Đúng ạ, đó, tất cả em đã hướng dẫn đầy đủ cho anh em rồi. Ok cho anh em thấy like ủng hộ em hai một nút like nhá. À, thấy hay ủng hộ em hai một nút like. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều, những cái họng bây giờ đang bị đau nên là chắc là tối em lại livestream được, có gì em hai sẽ thông báo sau các bác nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Bye bye.